Chính là xin là sao? Nhỏ ơi, măng nhiều. Xíu. Mà cũng được, cái nào đấy nào. Mình có uống to hơn. Nhiều mà khó nặng ghê. Anh hay nặng một mình vậy không? Được cái. À, đợt này lâu mới nặng lại đúng không? Được dịch nó hù em nhắn coi nhắn vậy không? Chứ quan nặng bên chị rồi, không đi nhận chỗ khác rồi. Ngày mai nghe nói giãn cách rồi, giãn đỡ rồi rồi đó, nới lỏng. Okay. Cho hết trời. Tắm biển không có tắm nước ngọt. Đau lắm, cho mỗi bên đau.
chị theo dõi thì chỗ này nó đau. Hậu à? Dạ. Em xuống dưới chỗ cái này nè, ở dưới á có cái bao, có cái bút của chị á, có mấy cái bút, có cục băng keo nhỏ nhỏ nữa ở dưới tầng á. Khó lắm. Được rồi.